Xin chào tất cả các con. Cô tên là Huyền và hiện tại thì cô đang công tác tại một trường tiểu học ở Hà Nội. Và hàng năm ở ngôi trường mà cô dạy thì có rất nhiều các cuộc thi vẽ tranh do các cấp tổ chức và cũng nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các bạn học sinh. Và bên cạnh những bạn đạt được cái kết quả cao thì có một số bạn thì do là có thể là chưa nắm bắt được cái yêu cầu cũng như là cái kỹ thuật nên là các bạn cũng chưa giành được những cái giải thưởng cao. Vậy thì các con biết rằng chúng ta thường gặp một số lỗi khi tham gia cuộc thi vẽ tranh. Cụ thể ở đây đó là tôi thấy rất nhiều bạn gặp về lỗi đó là vẽ quá sơ sài. Sơ sài ở đây có thể là sơ sài về nội dung, sơ sài về ý tưởng, sơ sài về hình thức thể hiện. Điều thứ hai đó là cô thấy nhiều bạn vẽ thường theo một cái mô típ chung, cái nội dung có thể là đơn giản, nội dung quen thuộc, khá quen thuộc đúng không, và thiếu sự sáng tạo, thiếu sự đầu tư về kỹ thuật cũng như là hình thức thể hiện. Vậy thì khóa học hướng dẫn vẽ tranh dự thi các chủ đề sẽ đem lại những cái giá trị gì cho chúng mình? Giá trị đầu tiên mà các con nhận được ở khóa học này đó là chúng ta sẽ hiểu được để một bức tranh đạt hiệu quả thì chúng ta cần thể hiện rõ thông điệp, thể hiện rõ mục đích, ý nghĩa, giá trị mà cuộc thi đem lại. Và thông qua đó thì chúng ta sẽ tìm được những cái từ khóa trong mỗi cuộc thi và biết cách khai thác những hình ảnh thông qua cuộc thi đó. Và giá trị thứ hai mà chúng ta nhận được đó là chúng mình sẽ hiểu được, nắm được các tiêu chí nghệ thuật cơ bản đảm bảo trong các bức tranh dự thi. Và điều thứ ba chúng mình nhận được trong khóa học này đó là chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về một số nguyên tắc trong bố cục. Thứ tư, giá trị thứ tư mà chúng ta nhận được đó là thông qua khóa học này thì cô giáo cũng sẽ hướng dẫn các con các bước thực hành một cách cụ thể, đơn giản, dễ thực hiện thông qua một số nội dung, một số chủ đề mà các con thường gặp. Và cuối cùng, giá trị cuối cùng mà chúng ta nhận được trong khóa học này, chúng ta sẽ tự thực hiện được những bức tranh dự thi và đồng thời tự tin tham gia học tập cũng như là vượt qua những giới hạn của bản thân mình và tự tin mạnh dạn hơn khi tham gia các cuộc thi vẽ tranh ở trường, ở lớp. Vậy thì chúng mình có tò mò, có muốn biết khóa học này chúng ta sẽ thực hiện như thế nào không? Tôi sẽ cùng các con chuyển sang những nội dung cụ thể. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.